kê nó trồng rồi, nhưng vì là chưa thấy phát hiện nó là bị bệnh, nhưng mà nên chú sẽ phải xử lý bệnh. Đây nó sang bên này hết sâu ạ. Đây nó cũng nhìn kia. Rất là đúng không? Nó là đây có báo này. Nó phải mùi thành của là báo luôn. Biết gì này. Ở đây có cái dạng cồn. Chúng ta đang dùng ở nhà là cồn thực phẩm. Cồn thực phẩm rất là nhưng cồn công nghiệp. Để nó tiết kiệm hoàn thành thì một công nghiệp thì nó dùng hơi cồn. Về cái đồng độ thì như nhau, nhưng cái cồn công nghiệp là họ dùng rất là cao, còn cồn thực phẩm tức là từ 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 những cây trồng thì mình rất là so với hai cái loại cồn dùng ông đi chơi đây thì cái nào có hơn. Thực tế mà nói thì nếu như mình được dùng được cồn thực phẩm nhưng mà chi phí cao thì ở đây mình sản xuất thì mình cũng cả ra thành đầu tư vào đây chúng ta làm sao thích hợp nhất, đặt ra cái chuẩn thực nhất công. Còn chúng ta nuôi rất nhiều tiền nuôi nhưng mà tạo ra cây cũng chỉ thế thôi thì chúng ta sẽ có lẽ hoa làm tươi đẹp bằng ai để tính dụng như thế. Các em biết là khi mà mình ở trong cái môi trường kín thế này mà không có quả thì nó rất là bí và mình phải thay đổi môi trường rồi. Cái môi trường khi chúng ta đây ăn nói lại thở ra rất nhiều vi khuẩn đúng không? Vi khuẩn hết đi, hút đẩy ra ngoài, đấy hoặc là khử trùng đi, thay đổi cái môi trường mới đi, thì như thế là mới sạch. Chứ chúng ta nếu mà chúng ta kiểm tra khẩu trang, nó rất khó. Như cứ trong cái phòng, cái phòng thoáng nhất thì là như phòng mổ, thì chúng ta có thể dùng phòng mổ cái đâu, phòng mổ cái phòng mổ là gì? Nó thì nó rất dương, làm sao tất cả các khí mà nó khí bẩn nó tự động tràn ra ngoài qua các khe cửa. Tóm lại thì ở trong phòng cái mô hai phòng mổ yêu cầu quan trọng nhất là vô trùng, tất cả các biện pháp ở trong đó đều là bối cảnh chung nó sạch nhất, bởi vì chỉ cần nhiễm thôi. Như các cháu thấy không, chỉ một cái hộp sữa chua chẳng hạn, hộp sữa chỉ cần khí khuẩn thôi là ngày hôm sau nó sẽ thành thối ngay, nên là chúng ta cố hạn chế tối đa cái việc nhiễm khuẩn vào lò. Mấy cái bệnh mấy cái cây mà phát bệnh là nó là ở cái mầm bệnh ở trong hay là do là do cái môi trường đây tham quan này hoặc là những cái hút cái khí ở ngoài vào đấy. Ở cái nhà này chúng ta không thể làm vô trùng được như trong cái nhà kia, thế thì để làm sao? Vì cái cây khi mà ra đây rồi thì rất là khỏe, cây này hiện nay vẫn đang vẫn đang vô trùng, nó rất kín, nhưng khi bỏ ra nó sẽ bị nhiễm khuẩn ngay bởi vì cái môi trường này nó không sạch. Thế để làm sao mà khi đưa ra nó sống được, các bạn phải khỏe, đúng không? Phải khỏe và cây người ta phải đề kháng được tất cả những cái vi khuẩn với chúng ta thôi. Chúng ta đây cũng đang va chạm rất là nhiều, rất nhiều các cái vi khuẩn xung quanh môi trường chúng ta, nhưng chúng ta nó sẽ đề kháng rồi thì chúng ta sẽ chống lại được. Thì cây cũng thế, khi cây nào đủ khỏe, vì sao chưa nói là gì, cây này phải đưa ra khoảng một tháng để nó làm quen dần môi trường đi, nó có thể tự quang hợp được, nó có thể tự hút dinh dưỡng được, thì lúc đó chúng ta mới đưa ra trồng một cây, đưa ra ngoài đồng hoặc là trồng một cái môi trường mới thì nó mới sống được, nó có thể tự dinh dưỡng, nó có thể quang hợp được. No. Cái thằng Trung Thành này nhá. Đến cái bình muốn đảm bá Trung Quốc không? Đuôi. Em đi kìa. Đuôi chú. Ở kia có cái mông gãy. Cho lấy không chú? Đâu là cái gì đấy? Cho lấy không ạ? Được. Người ta em nào à? Mông gãy tại em nào à? Đẹp nhỉ, hoa đẹp nhỉ. Cái này này, ngắt đi rồi. Ngắt đi. Ngắt đi rồi. Đấy. 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 Ngắt đi rồ